nhờ. Lại chưa tới. Đây. Ủa, ăn hai cái nhá. Như vậy là cuộc chiến giữa một đội thắng và một đội thua. Nhau trên chiếc quan điểm rồi, giống như vậy. Giống như vậy, bọn ấy nhận tỷ số 2-1. Chưa kịp rồi, không được nữa. Đi qua thôi em ơi, mình vội. Dù gì mình cũng thắng được rồi. Giờ nó mình vội đấy cho phân đại mát. Ngọt chứ. Tập bóng rất khéo, điểm rất là đầu, 1-2. Khó ăn lắm đấy. Chết. Cứ chuyền cao lên lên cột. Em ơi, cái này đánh ngon này, em nhớ nhá. Không chán được, không chuyên cao nên là chết ngắn liền. Không chuẩn nữa. Điểm 3-1 cho Thành Đông. Trước trước mắt. Ok. Thủ lắm. Thủ cường lượng không di chuyển. 4, 3, con mình mình đi trước đã chưa tay đang tụng ơi. Nghe chưa chơi? Dạ. Có gì ạ? Là có cái cắm ra ngoài thì không bốn đều anh cứ vậy ăn này biết không phải đừng ai để chết không đua. Nọc lắm đấy, đừng có đùa. Áo đánh nhiệt tình lên nào. Sớm quá. Không căng nữa chứ. Đùa đấy chắc là loại luôn. Đéo ai đi. Thôi thì không thua đâu. Nhưng mà nhọt thôi. Đổi lại. Gần kết thì sống dài lắm. Không phải tránh ra đát đâu em ơi. Bắt cho tôi nuôi rồi. Anh thả đây. Không phải thẻ nữa. Điểm cho Thành luôn. Ấy ấy làm gì đấy, làm gì đấy? Lấy chắn đi. Cái này cao hơn rồi đi. Đứng chỗ đó. Mà trận 2 cũng rất là. Không phải đi bé à? Ừ, đi đây này, hắn chỉ có quay qua cái đẳng cấp. Cái thằng cánh trái góc đây, cái thằng cánh kia chỉ có hai cái góc đây là nó bả rồi đi mà thua là anh em tập trung vào tiền. Ê. Thằng sau kia. Cứu về nha. Thằng sau luôn kìa. Phương từ ăn đâu lại ăn này đó này biết ngay mà lại ăn nó chỉ bỏ thôi nhiều thủ thôi em ơi trong một lối đánh đặc biệt trộm tăng nghiền nát thủ tâm năm 76 kìa giờ lại thua chứ đừng đùa Yeah.
sang xanh 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 biết đỏ kia vớt xanh mà gặp cái đội là... nói chung là nổi binh nó yếu đó. Lại cãi đã, bắt đầu cãi đã, bắt đầu cãi đã. Ai sang đội mà xin bệnh mà 8-7 cho ai đâu ơi? Cháu này anh phải gọi chú bằng anh thì chú toàn anh. Ui, to hơn bụng như mày. Đừng lên. 98% Nhọc lắm cái đội này. Đúng một quả rồi. Cho đánh. Đây cho em với mày hôm qua mày chuyển cho ông Dũng với ông Phúc cũng đánh. Hai thằng rồi đó nhảy cao nó chuyển tâm tư. Đấy, đấy ngồi hàn biết kiểu. Chín, đều. Chuyển thì em muốn hát. Bà này cũng hát. Anh nghe quả này đi chứ. Thằng thủ có một cắn. Con con rồi em ơi, con. Ừ, nó trắng cao phết đó, ừ, trắng cao phết đó. Lêu. Anh nhảy cao chứ, tay bật cao lắm đó. Anh khó chịu nhờ. Lêu. Khó chịu. Ngoài thật, phải đấy ngoài thật. Ôi 11 chín này. Không đùa được với thằng đầu. Thằng đầu chúng tôi là một tập thể rất là đoàn kết. Đoàn kết và thú mát. Đấy. Đấy. Bấm lên được. Kiểu gì nó phải sờ được bóng. Bỏ lên rồi. Không lại đi em ơi, em không lại đi thôi. Nó chỉ có bỏ góc đây thôi mà. Có hai góc này. Cứ chuyển cao lên đánh toàn trên cận không. Với thằng sợ đá biên đi. Ăn này. Biết ngay, biết ngay. Quả đấy quả một tấn. Rất tốt đây, đừng có đùa. Được rồi, anh phải nhường luôn. Đấy đúng rồi. Năm ngoái Đức chuyển cho ngựa đánh sướng nhỉ. Có một mình một bóng đó. Không có ai lùa. Năm ngoái Đức chuyển cho ngựa có một mình một bóng đó. Bắt tốt. Có một góc nữa mà cái lỗi được không lỗi được. Lúc vào trong làm gì? Thấy chưa? Thấy cái đội Thạch Đồng chưa? Đừng có đùa. Đừng có đùa với Thạch Đồng. Nên vứt có một cái góc nữa mà không đoán được. Chạy lại cho đùa có chạy nhiệt tiếng. Nó cười thành tâm 10 năm nữa. 12 thằng mà thua. Sao không gọi nó là tiền ngon rồi mà anh? Sao Thành An này? Ngoài, ngoài. Thứ mà vẫn thằng Minh cũng được. Đứng ở sau mà chạy lên, đường sau lùi đéo được. Taxi nhiều hơn. Góc này này, hết cứ thả đây này.
Em nghe anh ơi. Không, em đang đi xem đánh bóng chuyền giờ không làm lụng gì hết. Nhìn kìa, cúi mà nhìn Thắng à. Giờ không có làm lụng gì hết. Con. Đấy, nó không thấy đâu. Rồi. Cái thằng kia nó thả góc này này. Thả góc này này. Đấy. Vào đây anh ơi. Lắm đánh kiểu nào luôn. Trời ơi, nó có một pha là bánh giận, nó bóng rất mạnh. Còn hai quả nữa. Đúng rồi sau họ cứ lên chặt. Đứng mình sau mới lót được con Thá chứ. Ăn mực. Sao phải đấy lên kia chạy được kia. Thế đứng chan lên trên lưới làm gì đi trốn bóng à? Đang ở trên thì ngồi bên đây. Nó còn tay nó nhận hướng. Nó chạm vào tay nó đuổi hướng ấy. Đang ăn chưa? Tìm cắn luôn. Chết. Tìm cắn luôn. Chết. Cứ trong dạng thì chỉ cắn hết cứ dã mạnh cho nên em toán liền như thế. Không có lùa đâu cái bọn này. Có bọn em chuyển không? Nhưng mà em chuyển là phải cho Hùng vào chạy chiến thuật cơ em mới chuyển được. Đấy. Vấn đề nó là như thế. Thật. Vấn đề nó đơn giản thế thôi. Bắt hết lót tiền. Ai đã làm gì? Ngoài quá này. Quá nó đều kìa. À đều rồi kìa. Sau một hồi giật dẹo thành tâm. Hắn là thả đâu, không đánh đâu. Thả đây này. Thả. Rồi. Sau một hồi giật dẹo thì thành tâm đã săn bằng số. Hết cửa. Vào đâu? Cái rồi. Tại chỗ tôi cái. Hết tiền cái. Kéo cái. Hít. Hít vào cái chỗ người kìa. Rồi. Em biết tên chữ của thành tâm em. Có đây mà. Đúng rồi. Không ai làm cái điều đấy. Thôi rồi. Qua đây, con ơi, cả danh dự của thằng con em ơi. Thả tay tí. Bên kia là cái. Hắn thả này. Ôi trời. Mở lại tầm lý ác. Ghét kiếm. Xe anh làm. Cô anh nhất thật. Quá đơn giản. Anh. Đó, đống này tâm lý thật. Cắt dèo là đến nó đều rồi. Anh căng đi anh ơi. Ba người bé mà bỏ được rồi. Vâng, trời chưa rồi. Về chưa rồi. Bước một đẹp nhá. Rồi. Chuyển ra cho người gọi đánh gì à? Nó đánh chết liền nhưng mà không chắc đến được rồi. Hắn chỉ có hai góc thôi, hắn vứt lung tung thôi, quả đấy không có đánh được đâu. Giờ nói chung là không bắt bài đâu. Nó cò cưa đó mà. Có bắt bài này cò cưa được. Hắn có đánh như đâu. Góc đây này. Chơi đi góc đây này. Thả đấy. Cái lọt đó. Cái có mạnh quá rồi mà tổ chức lắm. Hôm nay chuẩn đẹp này. Kia Vân Du với Vân Vân đánh ngang. Hai đội tranh nhất nhì bảng đấy. Tranh đầu đó. Tới. Đấy, ba thằng bè đánh bậc. Giữ bài chứ. Bài nhà công an có nhiều mắt luôn. Mắt luôn bài. Bài trừ cái cống mà mới đến làm mượn. Đây là góc đây. Đúng rồi. Quay. Bỏ đây. Rồi, bắt hết bỏ. Bây giờ con đường thẳng đó. Xong bữa mới đứng sau vạch ba kia kìa mới nói được kìa. Không được, cứ chăm nhằm bỏ. Tôi chứng lên đầu anh chỉ có đánh cái kiểu giật dẹo ấy.
Số 2 này. Việc nhảy. Ơ trời. Không chắn nó đi lại được nha. Chính là không bè nó chỉ không bè là hay. Rồi. Nhọc rồi, bên kia hết gốc rồi. Hết vui rồi. Cái đội Thành Tiến hết chưa rồi. Còn với Thành Tiến nhọc rồi. Thành Tiến tí nữa mà thua. Tí thua ấy. Tí thua ấy. Thôi mày ở đó thôi, Thành Tiến không còn nói được. Bỏ lại chết. Tốt kiểm tra cho mình thật rồi. Mét 9 mà không tránh được mét 6. Anh đánh cái kiểu anh vào tay khó lắm. Cứ trượt đúng không? Cái đi kìa. Cái đi các quả 1 đi. Bắn. Cứ đánh mạnh không? Cao lên đập, đâu mà đập, đâu có đẹp gì đâu. Luôn đi con nào. Củ gì? Hai điểm nữa ta cắt đi. Đẹp ở đâu á? Chỉ nó thả biên Phương ơi, bỏ này. Ôi trời, thả. Nó thả góc ấy. Cắn. 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 Cứ vẫn báo đem phòng bảo vệ hối đem cho mà. Cứ ghi vào đấy. Gọi thì cứ báo đem vào phòng bảo vệ á. Vẫn cứ lọt để làm. Cuối này. Cắt bỏ đây nữa. Cắt đi. Rồi hết nghèo con nào. Có một đẹp tương nhượng quyết thôi mà. Công chính đang ở trên kia kìa. Ê. Quyết được không? Đánh mạnh qua đây không? Rồi. Đủ cát rồi.